Theo đó, điều chỉnh giảm nguồn tiền sử dụng đất 17.570,25 triệu đồng, vốn bố trí kinh phí xử lý hụt thu năm 2019-2020, đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm từ 114.020 triệu đồng xuống còn 96.449,75 triệu đồng. Điều chỉnh tăng 17.570,25 triệu đồng, vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới từ kinh phí tiết kiệm chi và chi thường xuyên còn lại trong quá trình thực hiện dự toán năm 2022. Đối với nguồn sổ số, số kiến thiết, điều chỉnh giảm 27.000 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% giảm từ 66.108 triệu đồng xuống còn 39.108 triệu đồng. Điều chỉnh tăng 27.000 triệu đồng đầu tư cho 8 dự án đầu tư xây dựng trụ sở công an xã.